Xin chào tất cả bạn, mình là Cao Huy Dương đến từ trung tâm nghệ thuật đường phố Student Art. Hôm nay buổi cuối cùng mình sẽ dạy các bạn cách xếp một bài nhảy shuffle và cùng với nhạc nữa. Mời các bạn cùng quan tâm và theo dõi nhé. Thì các clip trước mình đã dạy thì bây giờ mình sẽ ghép lại. Đầu tiên dùng mi 1, 2 và 4. Thế này mình sẽ đi xếp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đổi bên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo nó cũng chuyển sang sắp Running Man 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đang coi đi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ vòng chân lên để mình sẽ quay ngang chân lên để làm lại bước đi step. Đây, nhấc lên như này. Ok. Xuống. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nhịp tiếp theo. Nhịp tiếp theo khi đứng này làm theo wiggle bằng cách là đấy, vòng chân lên trên. Khi vòng chân nhấc lên, hạ lên trước để mình chéo chân đi xuống. 1, nhịp. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có thể là vì thách đôi nên mình kết thúc 1, 3, 4, 5, 6. Thế là kết thúc một combo. Thế mình sẽ làm chậm lại một lần nữa để mọi người xem. Thế dùng vi đầu tiên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi. Chúng ta đi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi nhấc chân 1, nhấc lên 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kết thúc. Ở đây là combo chậm. Bây giờ mình sẽ dạy các bạn cách để bắt được cái combo như vậy với nhạc chậm. Mình sẽ dạy các bạn cách combo này và bắt với nhạc. Mình sẽ làm chậm trước để các bạn xem. Cảm ơn các bạn.
đã xem clip này. Xin chào tất cả các bạn.